Thank you.
xin chào tất cả các bạn nhé. Thì cũng đã lâu rồi, hôm nay thì mình mới ra được một video. Thì đầu video thì thứ nhất là mình cũng xin lỗi các bạn là thời gian vừa rồi là mình khá là bận các bạn. Hoàn thiện xe cộ giao cho các bạn này, và làm con này này, cũng như là thời gian giáp Tết rồi, cuối năm rồi các bạn ạ. Chỉ còn tầm khoảng một tuần, hơn tuận nữa là cuối năm rồi, nên là nó có nhiều việc nó bận bề lắm. Nên là mình sẽ ra video nó mới chậm một chút, thì không để các bạn phải chờ lâu. Thì nhiều bạn vẫn hay hỏi anh ơi ra video đi, anh làm đến đâu rồi. Thì mình hôm nay mình đã sẽ cố gắng, mình sẽ quay một video về con đầu kéo của mình. Thì hiện tại là do thời gian nó gấp rút, mình làm thì không thể làm chi tiết được. Nên chiếc xe này thì không xét về vấn đề thẩm mỹ các bạn nhé. Hiện tại thì mình chỉ xét nó về vấn đề gọi là độ khủng đi, độ to, độ khủng, độ khỏe, cũng như là độ dị và độc đấy. Rồi ok, thì đó đây thì mình sẽ đấu sơ bộ các bạn ra nhé. Đây chính là chiếc đầu kéo mình làm đây. Thì toàn bộ là phun kim loại các bạn nhé. Thì cái cabin này mình làm được bằng tôn 1.5 ly, phun kim loại luôn. Thì theo dự kiến mình ấy, thì ban đầu mình làm ấy thì là làm chiếc King Hauler, có nghĩa là chiếc đầu kéo Mỹ. Thì nhưng mà trong quá trình mình làm ấy, bây giờ thì nó thành như này, vì nó chưa hoàn thiện các bạn ạ. Đây nó còn một cái tấm lưới tản nhiệt đấy này, tấm lưới gió này, cái phần đầu nổ, giật con nổ này của mình này, thì còn phải thêm thay vào đó là cái cánh quạt tản nhiệt nữa, nhưng mà mình cũng chưa làm được luôn. Ok, thì chiếc xe này thì sơ thì bây giờ nó sẽ nặng tầm khoảng hơn một tạ rồi các bạn, nó phải tầm khoảng một tạ đấy. Hiện tại thì nó đã hoạt động được rồi, nó chạy được rồi. Mình đã gắn được những cái chính lên, như là ống khói này, bình xăng này, hai bình xăng hai bên này, để phục vụ cho dễ cho vật việc là mình để phục vụ dễ cho cái việc mà mình đổ xăng các bạn nhé, cũng như là pump xăng. Rồi cái thùng này thì mình cũng chưa hoàn thiện được đây các bạn này, đây vẫn trống đấy, nhưng hoàn thiện luôn. Nguyên đầy đủ của nó ấy, thì sẽ có hai cái bình, hai bình chứa hai bên này luôn, hai phi hai bên này các bạn. Thì khi vào hoàn thiện ấy thì nó còn khi vào hoàn thiện ấy thì nó còn rất là nhiều chi tiết nữa. Thì còn cái gương bên này đây, cái gương này là cái gương xe máy, tí mình sẽ so sánh cho các bạn coi. Đó, ok, giờ thì mình sẽ quay chi tiết và ra trong cho các bạn cùng xem nhá. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng ngắm qua một vòng các bạn nhá. Đây các bạn để thấy một chiếc đầu ngao thương hiệu thập niên rất là lâu rồi. Đấy, bánh mình đã lên size bánh 250 rồi các bạn nhé. Thì nó có vẻ thì nó sẽ nhìn nó sẽ hợp hơn, nó sẽ ổn hơn. Đó, và sẽ một vài chi tiết nữa thì nó nhìn nó sẽ trông nó không được trống tráng như này nữa. Rồi thì còn cái bệ móng ngựa ở đây nữa này. Đây là bánh này là bánh 250 các bạn nhé, bánh size 250. Đấy, hai ống khói này thì mình làm bằng inox này. Đấy, tí khói phụt lên luôn các bạn nhé, tí các bạn sẽ xem. Đấy, đây cái gương là gương xe máy mình gắn vô. Đó. Rồi ok, đây là cái bình xăng của nó đây các bạn này, bình xăng hai bình này thông nhau luôn, hai bình này thông nhau, đổ xăng ở bên nào cũng được. Xong đổ xăng xong ấy thì nó sẽ vào bình chính, và xuống bình chính thế này, rồi nó sẽ hút ở đây rồi hút lên. Hệ thống điện đóm thì mình đã xếp gọn lên trên một thanh này rồi. Đó. Ok, giờ thì mình sẽ mở phần đầu này ra cho các bạn coi nhé. Rồi mình sẽ kết nối hai cái ống xăng đấy và với bình xăng chính. Ok. Còn cái phần nắp capo này ấy, thì mình thiết kế là mở sang hai bên được. Nhưng mà với lý do là do máy chạy máy nổ ấy, nó rung ấy, nên là mình làm thêm hai con ốc này nhé, để tì nó vào cho nó tránh rung. Đó, các bạn có thể thấy có thể mở được. Đấy các bạn nhìn đấy nhá. Tất cả bên trong này. Thì giờ mình sẽ kết nối cái đường ống xăng của hai bình xăng này cho các bạn cùng xem nhé. Rồi mình sẽ đổ xăng để bắt đầu khởi động máy đi. Ok, mình kết nối chưa? Bình xăng các bạn
Ok, giờ thì mình sẽ đổ xăng cho nó nhá. Giờ đổ xăng thì cần đổ bên đây các bạn. Đổ bên kia nó sẽ sáng bên này, là hai bình không nhau mà. Nhiều bạn bảo mình là tắt xong chạy là đúng 4 thì. Thế là em, thì đơn giản là vì 4 thì không có khói các bạn nhá. 2 thì có khói. Và thứ hai là mình cũng khá là thích cái tiếng này của cơ xe 2 thì luôn. Đấy bạn, giờ cái đổ xăng đây. Đây các bạn thấy nhá. Thì mình đổ bên này nhá. Đây các bạn để đây, chỉ nó sẽ tràn sang bên này. Đó, nếu nó cực kỳ tràn là nó sẽ xuống thẳng dưới bình dưới luôn. Thì hiện tại là do bình dưới là đang hết xăng các bạn nhá. Thì nên là nó sẽ bị chảy thẳng xuống dưới luôn. Đây thì mình sẽ chảy mở bên này nhá. Mình sẽ đổ sang bên này. Đó các bạn thấy không? Xăng nó sang bên kia luôn kìa. Xăng nó sẽ tự động nó sẽ trôi xuống bình xăng chính các bạn nhé. Đây thì mình sẽ cho các bạn coi. Thì sau khi đổ hai bình này. Đó. Thì xăng nó sẽ tự động xuống bình xăng chính các bạn này. Đó. Ở bình xăng chính. Khi mà nó đầy xăng ấy thì là khi nó chạy nó sẽ hút xăng ở bình xăng này lên. Lên trên. Thì khi dưới này hết thì nó sẽ hút từ trên này xuống. Rồi thì mình sẽ chốt vào thì xăng nó sẽ ở đây các bạn nhé. Rồi ok. Thì nó sẽ bắt đầu khởi động lên các bạn. Thôi nhá. Do hiện tại thì là chưa làm được đề các bạn nhé, thì mình sẽ vẫn phải giật nổ thôi. Xe đã nổ rồi nhá. Chậm các bạn nhá. Mục đích là để cho phòng tua ga lớn thì các bạn sẽ nhìn thấy được khói.